thì mình ghé ở trên cái đường Càng Sơn Soạn, quận 7, chia sẻ mọi người một con món khá là đặc biệt, gọi bao tử cá ngừ đại dương. Ở đây có giá là 55.000 một phần, đây là một cái món khá là đặc biệt của người Phú Yên. Đây đây là bên ngoài quán nha, đây đây phía ngoài quán. Dạ, đây là cái món cuối cùng mà mình chia sẻ với mọi người ở cái quán này, là bún mắm nem trộn. Đây là thành phần bún, hành phi, dạ, đây rau sống. Và cái thành phần không thể thiếu đó là chả cá. Đó là gì nữa? Dưa leo hả? À, dưa leo, dạ. Đây là gì vậy cô? Dạ, ram chiên giòn. À, ram chiên giòn. À, một phủ lên một lớp ram chiên giòn nữa. Dạ. Đây là gì? Nem nướng. Nem nướng, dạ. Đây, nem nướng. Rồi, đây là cái tô bình thường. Rồi, dưới mà đặc biệt thì thêm thịt vô. À, dạ hả? Thêm thịt, lên thịt coi. Thịt để mà đó là cái tô bình thường á. Bình thường thì giá nhiêu? Bình thường là giá 28 nha. 28, còn thêm thịt ra là giá 33. 33, đúng rồi, chính xác. Dạ. Đó. Đây là phòng giả nát rồi ha. À. Và đây là cái thành phần chính của nó là mắm. Ủa, cái mắm ở đâu? Mắm nem trộn. Mắm trộn đâu? Cái mắm. Là quay cô chưa ái dây mắm. Đây đây. Cô làm trang mắm rồi đây. Ở địa làm mắm cái thành phần quyết định tô bún ngon hay không mà nhờ cái mắm này. Cái mắm này quyết định, cái mắm này là mắm ở Phú Yên nha, mắm ở đâu chị? Mắm Phú Yên luôn ha. Bởi vì cái bún mắm bún mắm này nó qua cái ở Đà Nẵng nó cũng rất là nổi tiếng. Phú Yên thì bây giờ mình mới có cơ hội lần đầu tiên thưởng thức. Rồi nhờ diễn viên để trộn cái nào. Được. Hả? Cũng đều lắm. Đều lắm, trộn quá. Chắc có làm hai tô vàng đi ha. Ok ha. Cái món này có vẻ là ok lắm nè. Quá tuyệt vời luôn rồi. Lại là mình đây. Lại là mình đây ha. Rồi. Trộn lên nha. Đây là mắm nêm nha mọi người. Cũng là một trong những món đặc sản của Phú Yên đấy mọi người. 76 máy đỉnh nha mọi người. Gì? 78 máy đỉnh nha mọi người. Trời, thấy. Rồi nha, lại là mình đây. Mình là một người mà đi theo anh Hoa Lệ và phục vụ những bữa ăn của anh ấy. Mình trộn nó không được chuyên nghiệp lắm nha mọi người. Thường thì mình thích đồ nước hơn. Nhưng mà hôm nay đấy, mình lại không thích ăn hẹ. Bản thân mình cũng thích mùi hẹ lắm. Nên mình chuyển nó mắm lên ok rồi. Chắc rộng dạ là vừa đó. Rồi, bây giờ các bạn thử đi. Mình nghĩ là phải cho tỏi mọi người ạ. Bây giờ mình sẽ tỏi. Tỏi không? Tỏi thêm mấy trái ớt xanh này, xanh này đi. Đúng rồi. Tỏi với ớt xanh nó là số 1 trên 2. Đúng rồi, nó phải đi đâu vậy là nó mới đủ cái là... Cho tôi lấy tỏi luôn nha mọi người, nhiều quá không ạ? Hả? Nhiều quá. Thôi không, sao ăn rồi còn bao nhiêu cầm về luôn đi. Rồi ok. Không có tỏi không em? Rồi ok. Ủa, ở đây có cái tỏi ngâm giấm nè, rất là ngon nè. Mình rất là thích cái món đúng này rồi. Là một trong những tín đồ của phở của Bắc ấy. Mình rất thích ăn những cái món như vậy. Dạ. Đúng không? Ngon quá. Có vẻ là ở đây cái món bún nem trộn ra là hấp dẫn này. Mình mọi người mình rất bức xúc. Tại vì không vừa rồi có thật tập lạnh. Ok. Rồi, rồi mời mọi người nghe rồi dùng coi. Ổng không? Ok không? Phải cay đúng mọi người. Thêm ớt nữa ha. Ớt bằm lên nhỉ. Ớt xanh có đầy đủ hết nè. Cái tô này no mất rồi no luôn. Phải cay rồi mọi người. Đúng rồi. Phải cay một tí nữa không? Đúng rồi. Nói vậy thôi, chứ ai ăn cay được thì cho bà còn thông thôi. Mọi người thích cay cay chứ. Ăn mắm là phải có cay cay nó mới đủ vị. Đúng rồi, ai mà không ăn cay được thì tập ăn cay. Đúng rồi. Bởi vì cái món này nó vậy đó. Nó thiếu cay lên nó là nó không ngon. Tỏi hương đực như vậy nè mọi người. Quá ngon rồi.
nhìn cái tô chắc cái đoạn đó. Mình review món ăn mà rất giống như thầy Thích Tâm Phúc này. Ăn thử với lộn này. Ăn còn sư phụ của thầy Thích Tâm Phúc nữa chứ. Quá ngon luôn mọi người. Có thể mình đá. Nhưng mà thiếu một cái nữa. Không gì thầy. Cái lon. Đồ thực đơn thì ở đây rất là nhiều món, và bây giờ cô sẽ làm tiếp cái món là bánh canh hẹ, khá là đặc biệt. Đây là một trong những cái món ăn mà nó rất là phổ biến của người Phú Yên. Đây cái sợi bánh canh khô đó coi. Sợi bánh canh này, bữa nay ở chỗ sáng này người ta làm cái gì hơi ồn một xíu nha mọi người. Trùng qua cái sợi bánh canh đi. Hay làm mấy tô, hai tô luôn hả đây hả? Ăn luôn chứ, ăn trưa luôn chứ. Đây chả cá, trứng cút. Nếu mà làm tô đẹp được là cá tim xương ha. Dạ, làm tô đầy đủ rồi. Có lá xương. Và đặc biệt là rất nhiều lá hẹ. Giờ đợi là tôi đẹp đẹp mà. Sài Gòn ăn bà xương của mình giờ mắc xương phải là giờ làm lại. Đặc biệt là giới thiệu mọi người là một cái tô, đây là tô đặc biệt, nó có cái xương là phần xương, nhưng mà đúng là của nó là chỉ có chả cá thôi, chứ xương thì ở trong người Sài Gòn người ta ăn thôi, đúng người Phú Yên thì người ta không có ăn theo cái tiệm phần xương. Thôi thử coi, đặc biệt là cái tô bánh canh là xanh giờ nó cái màu tô của lá hẹ. Giá bao nhiêu ạ? Trên app là đặc biệt là ba mươi mấy á. Ba ba là giá là 33.000 đây ha. Không có cục xương là 28.000 thôi. Kính thưa mọi người, có cục xương như vậy này mọi người, một cục xương ngon như vậy này thì là 33.000, còn không có cục xương mà chỉ có chả cá nhá mọi người, một tô như vậy á thì 28.000 nhá mọi người, một cái giá rất hợp lý và vừa phải. Và mình thấy ở cái khu vực mà Đất Đỏ bên cạnh mà quận 7 đây nhá mọi người. Giết thử rồi anh rất chết cái kén này rồi. Nha mọi người, còn đây là miếng gỏi bao tử nha. Gỏi bao tử là một trong những món mà mình rất thích cho mọi người. Trước giờ ăn chưa? Không rồi, ăn nhiều rồi. Ăn rồi hả? Trời hai gì trời. Ôi ở đây có món bao tử mà không à mắt cái hành mắt cái hành thơm lắm. Ở đây không có mắt ăn rồi. Thế thơm. Mình chia sẻ mọi người nhé, cái mua được quả cá bao tử ấy là mình là chúng ta vào trong siêu thị nó cũng có bán, nhưng mà nó làm cầu kỳ lắm, mà đôi khi không biết làm bằng tay lắm. Ở siêu thị người ta có bán nhưng phải đặt trước nha mọi người, còn không thì ra các cái chợ hải sản người ta có bán, nhưng mà mình không biết nó làm nó tanh lắm. Đúng rồi. Anh thử làm rồi mà bữa nay làm cho nhiều tỏi lắm. Rồi ngon không? Nhiều tỏi nhiều xoài, quá tuyệt vời luôn mọi người ơi. Quá ngon luôn. Cay cay mà the the này. Ở đây là có cái rau này, gọi là rau không nó là rau gì quên mất. Đúng rồi đó. Rồi xoài xanh nha. Trời, mình rất thích ăn mấy món gỏi kiểu như vậy này. Một là gỏi bao tử, hai là gỏi xoài xanh với là cá sặc đây, hoặc là gỏi là xoài xanh với lại sầu đâu mọi người, sầu đâu đặc sản đó ra tuyệt vời lắm. Đây nó hơi tối một xíu, nhưng mà chị đang ăn bào cái xoài với mấy rau thơm ha, để làm cái gỏi bao tử cá người đại dương. Cái món này nó đặc biệt quá chị ơi. Món này từ trước giờ em chưa nghe lần nào luôn á. Là thành phần của nó là cái bao tử cá người thôi, còn nữa là thêm gia vị như ái vô, rau thơm, xoài, hành tây rồi nữa. Dạ.
Cái bao tử cá ngừ á thì giờ mình xử lý làm sao để mình bóc gỏi chị? Cái này là đem luộc với lại nước giấm nè. Nem. Nước giấm á, giấm với gừng với lại lá chanh để cho nó bớt tanh á. Dạ. Cái này xẻ lại là phải ngâm với lại nước đá nữa. À. Luộc xong rồi ngâm nước đá cho nó giòn, cái bao tử. Em cần bánh tráng. Bánh đa, bánh tráng. Bánh chưa bánh tráng. Đây thời gian mình mở cửa làm sao chị? Sáng 6:30-7 giờ là mở. Bán tới 9 giờ tối. 9 giờ tối. Này lễ rồi mình có nghỉ không chị? Cuối tuần có nghỉ không? Không, bán suốt luôn. Món này là bánh tráng nè. Nhưng mà hình như là món ăn Phú Yên nào nó cũng có bánh tráng đúng không? Dạ. Mà người ta theo cái bánh tráng như là trong gia đình có bánh tráng hết. Này quán mình mở được lâu chưa chị? Hơn 4 năm rồi đó. Hơn 4 năm ha. Vậy là cũng có khách quen rồi ha. Đây là cái địa chỉ bao nhiêu Trần Xuyên Soạn? Dạ, 437 Trần Xuyên Soạn. 437 hả? Dạ. À, chị về cho nhân coi coi. Chị. Đây, sau một hồi lây hoay thì một cái dĩa gỏi bao tử cá ngừ đại dương đã hoàn thành rồi. Em người nó có cái thành phần đó. Khá là đẹp lắm. Lạ chứ, cái bao tử nó to kia á, nhìn kia to nè, cỡ mình đó, thấy không? Mang một miếng cho anh coi nha. Rồi cái món này nó phổ biến ở Phú Yên không? Phổ biến à, món này là thật sự mình bây giờ mình không thấy. Đây thì có em công vụ giới thiệu đây, quán này là bởi vì người Phú Yên cho nên là rất là rành nè cái món này. Thật ra cái món này á rất khó để có cái lòng bao tử này bán à. Vì phần lớn là những cái người đi ghi cái người đại dương á thì họ sẽ là người được sở hữu những cái bộ này. Ừ, bộ lòng. Và bộ lòng này thì họ hay mang về làm quà tặng cho những cái người bà con lối xóm, cho nên là việc mà có những cái bộ lòng bán ra ngoài thị trường á thì số lượng nó cũng không nhiều. Ôi vậy hả? Và có thêm một cái việc nữa là để xử lý được cái mùi tanh của bộ lòng cá ngừ á cực kỳ khó. Phần lớn là cái món mà thành công không, mà quan trọng là việc xử được cái mùi tanh. À, xử lý cái bao tử á, cái bao tử cá ngừ. Ở đây người ta đang làm hai gầu một xiếc cây gỏi bao tử cá ngừ đại dương 55.000 một phần. Bún nem nướng hay là món
đây cái chả cá, cái chả cá phú yên quá, chả cá để bán cho món kèm thêm ngon quá. Chả cá thơm quá. Đây cái bản đặc sản Phú Yên, Úc Quyên 78. Nó có các món là bánh canh hẹ chả cá từ 28 tới 38 ngàn, bún phở chả cá, bánh bèo mini, bánh cuốn nem chả, bún gà nấu lá lẩu lá é. Rồi cái đặc biệt là mình thấy cái món đặc biệt nhất mà hôm nay mình quay chia sẻ cũng như thưởng thức đó là gỏi bao tử cá ngừ đại dương, có giá cao nhất là 55 ngàn. Bún cua trộn nem chả và cái món bún mắm nem trộn. Bún nem trộn này thì nó cũng giống như cái bún cái món mà bún mắm nem Đà Nẵng đó mọi người. Cái món đó thì mình cũng đã thưởng thức rồi. Có cái gỏi bao tử cá ngừ đại dương. Này món này rất là đặc biệt. Vậy đây là cái không gian bên trong của quán. Trong đây là người ta cũng để cái menu cũng như là bàn ghế để mà thực khách thưởng thức ở trong này. Chứ cũng không có lớn lắm. Một cái quán nhỏ nhỏ mà thôi. Của người Phú Yên cũng như người Bình Định là những cái món này ăn đều theo kèm theo bánh tráng. Đây là dầm 15 á, cô đang để chia sẻ cái món này hấp dẫn á, món này quá hấp dẫn lên đây. Mày cứ cộng đều lên là ăn thôi. Nó phải cay một chút, cái món này nó phải cay một chút, ăn mới ngon. Cái mắm nêm nó sẽ quyết định cái việc mà ngon không của tô bún này. Nó đầy đủ vậy. Cái tô này còn là tô đặc biệt có giá là 33 ngàn ở đây. Còn của Cường ở đây có 28 ngàn. Anh mua trên máy á. Cốc cũng nhiều hơn nữa kìa.